Anh ở bên cạnh luôn, anh vào phòng mổ chung luôn. Và bác sĩ rất là tự tin. Bác sĩ vừa mổ vừa bật nhạc, đứng nhún nhảy mổ. Mình ngồi kế bên mình nhìn xem. Bác sĩ làm cho mình cảm thấy mình rất là bình thường á. Bác sĩ tâm lý lắm. Bác sĩ cực kỳ tâm lý. Lấy đứa bé ra xong, bác sĩ tiện tay lóc luôn cái lớp mỡ bụng. Hay chưa? Ghê vậy ta, bây giờ mới biết cảm luôn. Cảm phục bác sĩ luôn. Bác sĩ nói là đây là bonus nha, đây là bonus nha. Có khi nào khi nghe tin này xong tự nhiên cái chị em đòi đẻ không ta? Lóc lóc sẵn tiện là mình giảm cân luôn. Chung xin gửi chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Anh Trung lúc nào cũng vậy luôn. Mới bắt đầu cái tông giọng giống như là tông đơ đó, nó cái gì nè. Mình mà là hỏi đúng chủ đề, mình gãi đúng chỗ ngứa là anh quan trọng hôm nay là mình. Ok. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào luôn cái câu chuyện chính của chúng ta. Đó chính là cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên biết tin vợ mình mang thai như thế nào. Lần đầu tiên mà anh biết tin nó lạ lắm. Tại vì trước đó đó là anh đã có một bé gái nuôi rồi. Nuôi được lúc đó là được một năm rồi. Nói chung là cái niềm vui đó khó diễn tả lắm. Nên anh không diễn tả được. Và anh thì được một cái may mắn là khi mà mang thai, đến khi mà sinh con xong á, đều chăm sóc rất là dễ. Không có bị ngén, không có bị kén món ăn nào hết. Hoặc là không có bị khó chịu gì hết. Đến khi mà mình tận mắt mà mình nhìn thấy nó chào đời á, lại là một cái cảm xúc khác nữa. Cái ngày đó rất là vui ở chỗ là anh nhớ là tối hôm đó là tối thứ sáu, hai vợ chồng đi đá banh với nhau. Với là khoan, em cũng đang nhìn 5 giây. Hai vợ chồng đi đá banh với nhau. À, đi coi đá banh quá. Anh đá. Vừa xong trận banh nó bắt đầu về thay đồ là đi lên bệnh viện luôn. Sáng hôm sau 7 giờ đẻ luôn. Chắc có lẽ như là nhỏ nó ông trọng. Ê, ba đá vui quá. Thôi ngày mai mình ra mình đá chung với ba cho nó vui hơn. Chắc như vậy quá. Chị nhà sinh ổn không? Sinh thường sinh mổ anh? Sinh mổ. Sinh sớm hơn ngày dự sinh. Ngày sinh là 29 tháng 12. Ngày dự sinh là đến tháng 1 lần. Nhưng mà cuối cùng ráng chui ra trước. Ham chơi. Đó là anh ở bên cạnh vợ mình hay sao? Anh ở bên cạnh luôn. Anh vào phòng mổ chung luôn. Và bác sĩ rất là tự tin. Bác sĩ vừa mổ vừa bật nhạc, đứng nhún nhảy mổ. Mình ngồi kế bên mình nhìn xem. Bác sĩ làm cho mình cảm thấy mình rất là bình thường á. Cái thề luôn nha, là cái cảm giác đó là em chưa biết. Tại vì là vợ em sinh thường. Mà anh thấy được là thật luôn á. Đúng rồi. Tại vì là em biết được là nhiều bệnh viện cũng đúng là khi mà sinh thường thì sẽ cho người nhà của một người vào ở cùng, nhưng mà sinh mổ để mà vào và cùng chứng kiến thì em thấy cái này cũng hơi bất ngờ ha. Hai vợ chồng vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau được và mình nhìn thấy, tại vì vợ thì không thể nào tự nhìn thấy được, có ngăn cái tấm màn rồi. Phút đó anh tin là không chỉ anh đâu, nếu mà các ông bố mà nhìn thấy những cảnh đó thì sẽ tự nhiên sẽ cảm thấy thương vợ mình hơn rất là nhiều. Vợ em cũng là sinh thường và cái quá trình mà vợ em sinh như thế nào thì có những cái gì ra là em nhìn chứng kiến hết. Bản thân em cũng là người cắt dây rốn cho bé con nhà em nữa. Đúng là như anh Trung nói là cái giây phút đó nó cực kỳ là thiêng liêng, mà chúng ta không phải là chúng ta sợ hay chúng ta cảm thấy kinh hay ghê gì đâu. Cái đấy nó hay lắm mà. Và không phải là lúc nào chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm cái khoảnh khắc như vậy. Bác sĩ tâm lý lắm. Bác sĩ cực kỳ tâm lý. Lấy đứa bé ra xong, bác sĩ tiện tay lóc luôn cái lớp mỡ bụng. Hay chưa? Ghê vậy ta, bây giờ mới biết cảm luôn. Cảm phục bác sĩ luôn. Bác sĩ nói là đây là bonus nha, đây là bonus nha. Có khi nào khi nghe tin này xong tự nhiên cái chị em đòi đẻ không ta? Lóc lóc sẵn tiện là mình giảm cân luôn. Khi mà bồng nó trên tay á, mình cảm thấy mắc cười lắm. Tại vì nó xấu quắc rồi. Nó không có đẹp giống như là những em bé trong phim mà mình hay thấy. Đúng. Già nhăn mà nó gào khóc rất là to. Mình lau cho nó, mình cũng cắt dây rốn cho nó. Đúng là mình là bố. Tự nhiên mình nhìn thấy là mình biết con mình. Giữa hàng chục bé. Hay vậy ta. Tại vì nó giống mình hồi nhỏ y chang. Vậy thì là trong cái quá trình mà là chăm sóc bé đó, anh một mình thầu hết hay là có sự hỗ trợ đến từ ai không? Cái ngày mà con anh vừa sanh ra đó, thì lúc đó là trong gia đình anh là bà nội cũng vừa mất. Cho nên ba mẹ đều phải về Đà Lạt để mà lo đám tang cho bà. Còn bên gia đình của vợ thì ở xa, không lên được, là chỉ có hai vợ chồng ở trên bệnh viện thôi. Vậy thì cái khoảng thời gian đầu tiên mà là nuôi dạy bé chắc là nó căng lắm đúng không anh? Căng lắm. Tại vì anh là chưa có kinh nghiệm về cái việc mà chăm bé. Ngay cả con gái của anh cũng vậy. Khi mà con gái của anh về ở với anh thì lúc đó nó cũng đã được 2 tuổi rồi. Là đã qua cái thời kỳ sơ sinh rồi. Anh thì anh nghĩ là tay chân anh nó rất là vụng về.
cầm cái gì cũng rớt được. Cho nên không ít dám cầm em bé lắm. Mình đã phải rất là nâng niu, rất là cẩn thận. Ngay cả cái việc mà gói nó lại bằng cái mền hoặc là thay tã cho nó đó cũng phải làm rất là chậm. Và tắm bé thì các cô y tá cũng tập cho, cũng dạy cho. Rồi mình cũng phải cố làm 2-3 lần. Mà thực chất cuối cùng là mẹ nó vẫn làm những điều đó tốt nhất. Cái đó thì em không thể nào phủ nhận nè. Bàn tay của phụ nữ mà là nhúng vô á, luôn luôn phải gọi là suôn sẻ hành động của mình. Nhưng mà là có những lúc mình phải thầu chứ. Đúng rồi. Đúng không? Mình không có tránh được cái trách nhiệm đó. Vậy thì có một cái lần nào đó mà là anh cảm thấy như là anh phải đối diện với lại một cái thử thách luôn á. Thì thay vì là phải thay tã cho con thì bình thường, nhưng mà như lúc mà là con ốm đau bệnh tật vậy đó, thì lúc đó anh như thế nào? Cái lúc mà con bệnh á, lúc đó mình mới biết được á là cái sự bất lực của cha mẹ là như thế nào. Lúc đó mình chỉ ước là mình được bệnh thay cho con thôi. Ví dụ như là con có một cái tật là khi mà nó còn nhỏ đó, cứ hễ tối 12 giờ như nó gào khóc, rồi nó bị ọc sữa ra, sữa nó lên cả mũi luôn, rồi nó thở không được, nó khò khè. Thì lúc đó là bác sĩ dặn là phải úp nó lại rồi vỗ vào lưng nó. Mình sợ cái đó là mình không biết mình nên vỗ mạnh hay vỗ nhẹ, và vỗ mạnh ở cái mức nào, ở cái lực nào, ở cái khu vực nào. Trong đầu mình chưa bao giờ mình phải đối diện với một cái nỗi sợ nó lớn như vậy. Còn một lần nữa là khi mà con anh lớn lên rồi á, có một lần nó bị ngộ độc thực phẩm. Không biết là nó ăn một cái món ăn ở đâu, nó bị sốt, nó ói và người nó lả đi. Mình không biết là tại sao nó bị bệnh. Lúc đó nó biết nói rồi nha. Nó mệt, nó nói là cha ơi bu mệt quá, chắc bu không sống nổi. Mà nó không hiểu sao nói được cái đó. Rồi tự nhiên mình nghe mình nổi hết da gà lên. Và mình thấy rất là sợ luôn. Chưa bao giờ mình thấy sợ như vậy luôn. Là lần đó là phải vào bệnh viện Nhi Đồng mà nằm suốt 10 ngày ở trong đó. Em cảm thấy rất là hoang mang ấy. Tại vì là khi mà bé nói được một cái câu là con không sống nổi nữa, mình lại không hiểu được cái mình thực trạng. Mình không hiểu tại sao nó lại nói được như vậy. Nhưng mà may là từ lúc đó đến bây giờ là không bị ngộ độc thực phẩm thêm một lần nào nữa. Hai vợ chồng là rất cẩn thận với việc ăn uống của con. Con anh chỉ có một cái bệnh từ nhỏ đến giờ là bệnh viêm họng. Là lâu lâu trở trời lạnh là nó bị viêm họng. Đến mức mà bây giờ nó tự ý thức được là nó sẽ không ăn kem, không uống nước đá nữa. Nó biết là nó ăn kem, uống nước đá nó sẽ bị viêm họng. Ý thức được cái điều này biết chi không? Tại vì ba làm nhạc sĩ, con sau này làm ca sĩ. Đó, con biết được không? Đó, quá là hợp lý luôn. Là bé có mày còn là trách nhiệm giữ gìn cái giọng mình ngay từ lúc nhỏ luôn đó. Sợ bị chích thuốc. Em lại là bé gái, cho nên là em cũng không biết mọi người hay nói là bé gái thì dễ chăm hơn các bé trai hay không, rồi bé gái nó ngoan hay không. Nhưng mà quả thực là mỗi lần con ốm thì là mỗi trận chiến. Trận chiến ở đây là con mệt, kéo theo là bố mẹ cũng mệt, kéo theo hàng chục công việc khác của mình cũng bị ảnh hưởng theo. Và đôi khi vợ chồng có xung đột với nhau nữa. Cái này là em phải hỏi anh Trung nha. Là kinh nghiệm trị quấy. Chị quấy. Tại vì là đôi lúc đó là con mình nó sẽ đòi hỏi này nọ, rồi nó nhõng nhẽo kiểu vậy đó. Thì em á, xin lỗi chứ em hơi bị nhu nhược một xíu. Mỗi lần nó quấy là thôi xin lỗi nha. Xin lỗi từ trên đầu, xin lỗi muốn xuống dưới đất luôn đó. Khi nào nó chịu ok rồi thì thôi. Vậy thì nhu nhược thiệt. Em chấp nhận em nhu nhược luôn á thiệt. Anh nghĩ là con trai hay gái vậy, mình chỉ cần có cái rèn ban đầu, nó cảm nhận được nó đòi cho thì nó sẽ bị quen. Chính xác. Cho nên á, ngay từ đầu á, mình cho nó, nhưng mà phải có những cái lần nó đòi mà mình không cho, và nó phải chấp nhận cái chuyện đó. Nó chấp nhận có nghĩa là nó khóc mình vẫn không cho. Ô nhưng mà mỗi lần cái nó khóc xong đó là do anh, vấn đề là ở anh. Thì đúng là sót, mà em phải kể nó được một lần. Đúng. Chứ nếu em không kể nó là lần sau nó lại khóc, nó dùng. Đúng, có nghĩa là em thua nó rồi. Đấy là vấn đề là ở anh rồi chứ không phải là ở bé nữa đâu. Như ca nhà em cũng vậy thôi à, mỗi lần đòi nữa cái gì là phải có điều kiện. Đúng chứ rồi. Không phải là kiểu cứ thích là cho, cứ thích là cho, như vậy là cực kỳ là sai. Nếu như vậy á thì cái vấn đề mà gọi là chiều con đi ha, thì là mình nên chiều bé ở trong trường hợp nào và khi nào thì cần? Có nghĩa là em chiều bé và em phải kết hợp những cái bài học dạy cho nó. Ví dụ hồi đó Bu mới là hay đòi. Bu là con trai anh, đi đường nó thích đồ chơi thì nó sẽ đòi mua. Lần đó nó ngoan hay nó làm gì nó tốt á thì mình mua cho nó được. Phải có những lần mình phải từ chối nó. Một là món đồ chơi mắc, hai là mới vừa mua ngày hôm qua. Thì mình phải từ chối nó liền. Cho dù nó khóc, nó gào, nó đòi hay gì á, mình cũng mặc kệ. Và cái đó là cái trận chiến của mình, không phải với nó, mà là của trận chiến của mình với mẹ của nó. Ở chỗ là mẹ của nó thấy nó khóc, mẹ nó xót. Và mình lại phải chứng minh cho mẹ nó thấy là mình như vậy là đang dạy con. Chứ không phải là tại vì mình không có sót con khi mà thấy nó khóc. Trời ơi, chứ con em mà mỗi lần nó đòi gì là không được là nó nhảy hip hop đó anh. Thiệt là nó muốn che đầu luôn. Có một lần nè, có nghĩa là anh cũng cho con anh tiếp xúc với iPad. Và anh cũng trực tiếp anh ngồi anh down game anh chơi với con luôn. Dần dần con anh nó bị có những cái dấu hiệu ghiền. Anh bắt đầu lấy lại cái iPad, bắt đầu nó nổi lên một cái tính đó là nóng nảy. Chơi game thua là nóng nảy, đập bàn hay này kia. Thì lúc đó mình phải triệt luôn cả cái đường đó, là mình tịch thu cái iPad.
Thì lúc đó nó gào rồi nó khóc. Em biết anh làm gì không? Anh lấy cái iPad ra, anh ấy còn ngồi đây con coi nè. Anh lấy búa đập cái iPad, đập bể cái iPad luôn, đập bể cái iPad luôn. Nói là cha cho con chơi game là để cho con vui, để cho con học được thêm này kia, chứ không phải để cho con cọc cằn lên như vậy. Thì nó cảm thấy là cái điều nó đòi không còn nữa. Nó không đòi nữa. Nó khóc vài phút nữa là thôi nó ngừng. Nó không biết cái điều là anh nhanh tay anh giấu cái iPad đó rồi và anh lấy cái iPad cũ không có một tiếng nữa để anh đập. Có sự tính toán. Có sự tính toán. Em nghe đập cái iPad mà tự nhiên em nổi hết cả da gà. Tại vì con nít nó hay quên lắm. Với mình dạy nó hôm nay, 3 ngày sau nó ngoan, nhưng mà 5 ngày sau nó lại trở chứng lại của nó. Mình lại phải nhắc lại. Ngay cả bây giờ mua đồ cũng vậy. Khi mà anh dắt con ra đường, anh nói 1 tháng mình chỉ được mua món đồ chơi thôi. Một món một thôi. Ví dụ nó vào cái tiệm đồ chơi mà nó thích 2 món á, nó lựa thì con tự lựa đi, con tự suy nghĩ xem con thích nào hơn rồi con mua. Thì như vậy nó sẽ quen. Mình đã ra luật là mình phải giữ luật. Ngay cả mẹ nó, mình phải làm việc với mẹ nó là anh đã quy định như vậy thì em phải như vậy với con. Ngoài ra thì bọn em ngoài cái việc là kiểu con phải làm việc. Đúng rồi. Con phải làm việc, con phải có một quá trình gì đấy để con đạt được cái thành quả mà con mong muốn, chứ không phải là con cứ thích là được, cứ thích là được. Nhưng cái tiêu chí của vợ chồng em ấy là bọn em cũng không mua quá nhiều đồ chơi cho con. Mà bọn em khi mà mua đồ cho con là bọn em mua những cái mà kết hợp được với việc học. Ví dụ tô màu, tô chữ, cắt giấy thủ công. Hoặc là nếu mà có mua về đồ chơi công chúa thì những cái đồ chơi công chúa đó phải là những cái đồ chơi mà kiểu như là chúng ta dùng bút màu ấy anh, và chúng ta tô cái màu công chúa đó lên được. Hay ha. Nếu vậy thì là em nghĩ rằng là em phải học tập cái vấn đề mà là chiều chuộng con cái theo kiểu của anh Trung với lại Kiên. Em ngồi ở đây em được lắng nghe rất là nhiều lời khuyên, rất là nhiều câu chuyện luôn, nhưng mà là tới phiên mình á, mình đặt vào á thì là mình lại không đủ cái phải gọi là cái sự dũng cảm. Khó lắm trai, ở chỗ là không phải tự nhiên khi không mà chúng ta biết được cách dạy con. Khi mà anh nói ra được cái điều này có nghĩa là trước đó anh đã sai rất là nhiều lần. Ví dụ có những lần con hư, mình bất lực la con, đánh con. Nhưng mà đánh con xong mình lại thấy hối hận. Mình lại phải thử một cách khác. Đúng rồi, như vậy bọn em cũng phải mất một quá trình để bọn em dạy dỗ như vậy. Và thật sự thì như anh Trung vừa có chia sẻ, thế là có trước lúc chúng ta bực quá, chúng ta đánh con hay là chúng ta kiểu la mắng nữa các thứ, và khi mà cái cơn giận này qua đi rồi, chúng ta ngồi nghĩ lại, chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta la hét hay chúng ta đánh con, chúng ta chỉ làm thỏa mãn cái cảm xúc tức giận của chúng ta lúc đó thôi. Và cái đấy là một cái cực kỳ sai. Vợ chồng em cũng quán triệt với nhau rõ ràng, không bao giờ dùng bạo lực cho con cái. Hay, em sẽ học. Búp ơi, chuẩn bị nha con. Bây giờ là ba sẽ cứng rắn hơn với con đó nha. Rồi rồi là đi thi nè, làm môn viết xong rồi, cái đến môn nghe không thích làm nữa. Ngồi bỏ viết đó, thầy cô đến khuyên vẫn không làm. Cái mình về rất là giận, tại vì cái môn này là môn thi mà nó không đạt được là nó sẽ ở lại lớp. Mẹ nó thì bất lực, mẹ nó không biết làm gì rồi. Bây giờ không lẽ đánh nó nữa, mình không muốn đánh nó. Cho nên bây giờ phải nói với con là con ở với mẹ con không ngoan, thì con về ở với cha, cha sẽ dạy lại cho con. Hoặc là bây giờ cha tịch thu tất cả iPad và máy chơi game của con để cha phạt con. Cha không đánh con nữa. Nhưng mà con phải biết là tại sao cha làm như vậy. Đến bây giờ đã tịch thu được một tuần rồi. Bây giờ nó rất là ngoan. Nó vào tự động xin lỗi cô, xin lỗi thầy, xin thầy cô cho thi lại. Rồi ngay cả ngày hôm qua, mới ngày hôm qua luôn là thi vi tính mà đang sốt cao. Nó tự kêu mẹ nó là chở con vào thi, nếu mà con mệt quá thi xong con về. Cái mẹ nó hỏi con mệt thì con làm được không. Cái nó là cha dặn là thi là phải làm bài, nhất định phải làm bài nên con phải thi. Thương ha. Ôi nghe cái đó mát lòng mát dạ luôn nha. Bây giờ tịch thu iPad với lại máy vi tính, máy game được một tuần mà nó vẫn sống bình thường. Có nghĩa là mình vẫn cứ giữ tiếp, tội gì mình phải trả lại. Hiện tại bây giờ là bé ở với anh hay là ở với chị? Hiện tại bây giờ là bé ở với chị và cuối tuần là anh đón về chơi 2 ngày. Còn quan trọng ở đây là giữa cha con đồ này nọ có sự tiếp xúc với nhau. Có sự kết nối. Quan trọng hết đó là em thấy là dù công việc của anh bận rộn nhưng mà là anh vẫn dành trọn thời gian cũng như là hoàn thành rất là ok cái trách nhiệm của mình đối với con của mình. Hiện tại bây giờ anh đang vẫn cân bằng được mọi thứ. Ví dụ như là anh nhận chương trình ngày hôm nay, mình ngồi ngay trong cái khung giờ này, không có kẹt vào cái khung giờ mà đi đón con. Có nghĩa là đón con là cái việc của chị, nhưng mà đôi khi chị bận thì anh vẫn sẽ sẵn sàng đi đón con. Em cũng vậy đó. Anh nghĩ là chăm con thì anh không chăm tốt bằng mẹ nó được. Mỗi lần mà con bệnh hoặc là bình thường nấu ăn này kia cho con, mẹ rất là kỹ, lựa chọn từng nguyên liệu luôn. Nhưng mà về chăm con thì anh nghĩ là mình có khả năng nhiều hơn và mình tự tin hơn. Bản thân của anh luôn á nha, là em nghĩ rằng là với một người mà là luôn luôn bận rộn về công việc như anh á, thì là chắc chắn đôi lúc là mình sẽ bỏ lỡ một vài điều gì đó. Giống như là sẽ có những lúc mà là em không có nhiều thời gian để mà là em ngồi chơi với con hay là này nọ, là em phải đi suốt à. Nè gần đây nè, em dẫn phim Tết là sáng sớm em đi con em chưa dậy, em về con em ngủ mất tiêu. Và liên tục gần một tuần, cái tuần sau khi mà em về, tự nhiên cái cảm giác khi mà con em nó nhìn em nó không còn như xưa nữa. Vậy thì có bao giờ mà là anh trải qua những cảm giác đó mà anh thấy là
mình cần thiết là mình phải thay đổi một vài cái khung thời gian hoặc là cái tính cách gì không? Anh là luôn bị áy náy về cái chuyện đó, là bởi vì ngày xưa bản thân anh khi còn nhỏ anh đã trải qua cảm giác đó rồi. Trong cái tuổi thơ của anh nó không có hình ảnh của cha. Sáng anh chưa dậy thì cha đi làm rồi, tối anh ngủ thì cha vẫn chưa về. Và trong suốt một cái tuổi thơ không có một cái ký ức gì về một cái buổi đi chơi vui vẻ với cha hết. Mặc dù bây giờ mình lớn á, mình hiểu là ngày xưa cha đi làm như vậy là để lo cho mình có cuộc sống tốt. Nhưng mà rõ ràng là trong lòng mình luôn có một cái nỗi buồn chứ, một cái khoảng trống ở đó. Thì bây giờ mình sẽ không muốn làm lại cái chuyện đó với con nữa. Mình muốn con mình từ lúc nhỏ đến lúc lớn nó luôn có hình ảnh của mình. Khi nó cần đi chơi là phải có mình. Khi nó nghĩ ra nó phải chơi cái gì đó là mình cũng phải chơi với nó. Là bây giờ anh luôn ưu tiên nó, thậm chí bây giờ anh là người bày ra trò chơi với nó. Chơi cờ cá ngựa, chơi cờ caro, nó biết chơi cờ caro rồi, nó chơi thắng em được luôn đó. Ghê vậy ta. Rồi chơi game cũng phải có mình, thậm chí dắt nó đi chơi Jump Arena để nhảy này kia, mình vẫn phải đi chung với nó, mình như là một cái người anh của nó vậy. Thậm chí nhiều khi nó với chị nó chơi trôn ngược lại mình, chơi phe như vậy. Mỗi lần mà nó muốn cái gì đó vui là nó sẽ nghĩ đến mình. Thì cái đó là cái hạnh phúc của anh. Vậy thì là cái điều mà là anh bận tâm nhất hiện tại bây giờ là mình không có dành thật đủ thời gian cho hai con, đúng không? Cái điều bận tâm nhất của anh là một là không có dành đủ thời gian cho hai con, thứ hai là có thể mình không có cho nó được một cái hình ảnh gia đình đầy đủ mà đáng lẽ nó đã được, Cái đó là cái áy náy duy nhất của anh cho con. Nhưng mà anh sẽ bù đắp lại bằng những cái việc khác, tại vì cái việc đó mình không thể thay đổi được nữa. Đúng. Bao giờ chúng ta cũng muốn là tốt gỗ tốt nước sơn, đúng không ạ? Cái nước sơn nó chỉ là một cái vẻ bề ngoài thôi. Nếu mà chúng ta có một gia đình trọn vẹn mà ở bên trong nó đã mục rỗng hết rồi thì thật sự là em thấy nó còn tệ hơn rất là nhiều. Cho nên là em cảm thấy rằng là hai bé cũng như là anh cũng như là chị đang cảm giác là rất là thoải mái, cũng như là đang rất là tận hưởng với cuộc sống hiện tại. Và đấy mới là đang là một cái cuộc sống tốt nhất. Cho nên là đôi khi anh Trung cũng không cần phải kiểu như là quá là bận tâm cũng như là quá là nghĩ ngợi quá nhiều. Tại vì thật ra là chuyện mình cũng không thể thay đổi được. Quan trọng là chúng ta vẫn phải tiến về phía trước. Cái điều may mắn mà anh với chị cùng thỏa thuận được á là cả hai đều sẽ dành cho con những gì tốt nhất. Và ngay cả khi mà chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau, cách đây 2 tháng là cô giáo chủ nhiệm đã gọi hai vợ chồng lên ngồi nói chuyện với nhau. Có mắng vốn gì không vậy? Không có mắng vốn mà là nói về phải quan sát cái quá trình tâm lý diễn biến của con. Tại vì dạo gần đây là con có cái xu hướng là hay nổi nóng. Lại giống cái ngày xưa đó, hay nổi nóng với các bạn, với thầy cô dễ giận. Thì ba mẹ nên để ý xem cái tâm lý của con diễn biến thế nào. Thì lúc đó là hai vợ chồng mới ngồi thỏa thuận lại với nhau. Mỗi ngày đều phải video call nói chuyện với con và nhắc nhở con là nên như thế nào để cho con biết là con có được cái sự quan tâm. Giống như bây giờ là chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian cho con nè, trò chuyện với con để cho con có thể là từ từ cảm thấy là đây là một cái không gian mà là mình sẽ có thể dễ dàng chia sẻ những cái cảm xúc của mình. Tại vì em thấy đối với lại những bé mà là trong cái quá trình mình là hình thành nhân cách đó nha, là các bé sẽ có rất là nhiều suy nghĩ, mà vấn đề ở đây là các bé không biết nói chuyện với ai. Đúng rồi. Em nghĩ là như vậy. Đó sẽ là những cảm giác mà là sau này em sẽ được chứng kiến đối diện với đó, thì sau đó là em sẽ làm phiền mấy anh, em bóc mấy anh ào ào để xin kinh nghiệm nha. Có lần mắc cười lắm, dắt vào tiệm Lego. Dạ. Con thích cái bộ Lego Rap thành phố này, mình vừa nhìn giá 18 triệu. Ôi con ơi, cái đó là gần như một thành phố đó. Một tháng sống ở thành phố của chúng ta đó con. Có đâu. Không, cha thấy cái này mắc lắm, đừng mua, qua tiệm khác nha. Mà đó cái niềm vui lớn nhất là cái gì em biết không? Dạ. Qua tiệm khác nha. Nghe đúng không anh? Nó nghe. Nó không đòi. Anh nghĩ là các bố mẹ mình cũng vậy. Cái điều mà mình vui nhất là khi mà mình dắt con qua nhà một ai đó, qua nhà bạn bè của mình á, mà con mình không có nghịch. Cái đó là cái niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ. Wow, cái niềm tự hào đó đối với em chắc có vẻ bây giờ hơi bị xa xỉ. Nghiêm khắc hơn. Bây giờ em mà để một cái một á, buông ra nó chạy vèo mất liền. Bé Cam nhà chắc cũng ngoan lắm ha. Thực ra Cam nhà em còn có một cái kỷ niệm mà em cũng rất là nhớ, đấy là đi mua đồ chơi. Cam đi một vòng xong cũng chọn ra được một bộ đồ chơi nấu ăn. Xong em bảo là con lấy đồ cho nấu ăn đúng không? Thì con lấy thêm một con búp bê nữa nhá, để mà kiểu như là đút cho em ăn. Không, con lấy một cái đủ rồi. Đấy, nói chung là khi mà em nghe lấy một câu một cái đủ rồi phát, em thậm chí là mình còn muốn mua thêm nữa ấy. Đó, nhưng mà tên tôn cái trọng cái thành quả của mình. Trời ơi, mát lòng mát dạ. Những cái thành quả này tới tận bây giờ trai vẫn chưa có cơ hội được trải nghiệm nha. Từ từ đi. Ba con mình sẽ có nhiều thời gian với nhau mà, đúng không? Yeah.